Anh có biết trồng cây không? Mấy cái loại cây này ấy, bé tí, ngày nào cũng chả trồng. Anh là anh có thể trồng mấy cái loại cây cao rồi này, nhá. Thì con, anh vô anh trồng thử đi. Cái chỗ này là cái công viên. Bảo vệ đi qua mà nhìn thấy là tóm cổ ra ngoài ngay. Tôi nhìn ông nãy giờ nha. Ê, tôi trồng cây ở chỗ này á là chỉ muốn cho công viên mình xanh sạch đẹp hơn thôi. Mắc gì cứ bảo vệ tóm cổ tôi. Thì nhớ nhá. À, Dinu. Gì á? Dinu. Nhìn đây này. Gì mà tụ tập đây hả? Dinu. Hả? Hai cái người này là tự ý đào bới cây trong công viên không xin phép này Dinu. Cái gì? Đây gì nhìn đi. Đào bới. Chính xác. Trồng cây trong công viên không xin phép. Đứa nào? Còn không? Còn á. Không hề cái gì. Ai trồng? Đứa nào? Con. Nhà con nữa. Hai đứa trồng cây hả? Con xin lỗi gì nữa? Tại sao xin lỗi gì? Quá giỏi, quá xuất sắc. Trời, tụi con còn nhỏ mà biết yêu cây xanh, biết trồng cây, biết bảo vệ môi trường là quá xuất sắc rồi. Dì tiên dương hai đứa nha. Nè, để thưởng á thì dì sẽ thưởng cho mỗi đứa một ly trà sữa dịu hơn. Yeah! Nhỏ này có trồng không? Dì nụ ơi, hay là lấy ly của con cho em đi. Quá giỏi, quá xuất sắc. Trời, mới bay lớn rồi đã biết yêu thương, biết san sẻ cho em. Được rồi, ba ly nha. Yeah! Thằng này có chồng không? Không. Không chồng thì khỏi uống. Trời ơi. Tập bơm. Hãy đợi đấy. Ai vậy? Con chào gì nụ? Quýt đó. Con chào gì? Làm gì ở đây? Con đang làm một việc có ích cho đời gì? Làm một việc có ích cho đời? Làm gì mà cao cả quá vậy? Thì dì thấy xem, về sau cái công viên này sẽ mọc lên một cái cây vô cùng là đẹp. Là sao? Đây, dì nhìn đi. Ta-da. Cái cây quá trời bông sáng rồi. Con không biết, nhưng mà nói chung là cái cây này là con đang trồng và trồng riêng cho dì thôi. Mắc gì trồng riêng cho dì? Thì cái dì cứ nhìn xem. Một cái cây không có hoa mà toàn là nụ. Mà dì tên gì? Dì tên Nụ. Cái cây này là quá hợp với dì rồi. Quá đẹp phải không dì? Sâu quá trời ơi. Cái cây bông hoa rõ sáng của tôi đâu rồi? Hả? Thì con đâu rồi? Con không biết. Con không biết thật. Trời ơi. Cái cây bông hoa. Mày chứ không ai hết. Không phải con. Chứ không ai hết. Cái cây bông hoa người ta đang đẹp ở đây mày quăng lên đó hả? Đứng im đó. Ủa, dì làm gì vậy? Gọi điện thoại chứ làm gì? Gì quá. Anh bảo vệ hả? Anh vô ngay cái khu công viên giùm tôi. Ngay cái phòng xây giùm tôi đi. Ê! Nè! Đứng đi đâu? Dì nụ ra. Một buổi sáng thật là đẹp trời. Hy vọng hôm nay sẽ có nhiều khách nè. Trời ơi. Cái trời. Ở đâu ra vậy này trời. Tức quá mà. Hai con chào gì nữa? Chào cái gì mà chào? Hai đứa phá đúng không? Nó có đâu gì. Tụi con có biết đứa nào dán với gì vẽ bậy lên tường nhà vậy không? Đâu, bọn con không biết đâu. Bọn con mà biết là bọn con cho bọn nó một trận rồi. Trời tức quá. Cái hình đâu không à? Bây giờ sáng sớm gì chưa có chuẩn bị gì hết trơn hết trọi rồi khách khứa tới nó không biết sao mà lau chùi dọn dẹp đứa đứa thiệt tình luôn á. Hay là bây giờ gì cứ làm gì thì làm đi. Để con lau mấy cái tấm bảng xong rồi con chùi mấy cái tường cho. Con làm hả? Dạ thì tại vì là con nhớ lại cái vụ trồng cây hôm trước. Con cũng sai nên là hôm nay con muốn sửa lỗi với dì. Con tốt bụng ghê luôn á. Thiệt ra cái hôm trước mà dì làm vậy là tại vì dì muốn tốt cho mấy đứa thôi. Cái gì đúng là dì xử đúng, hiểu không? Dạ. Bây giờ con làm cho dì hả? Dạ vâng, vậy dì cứ làm đi. Con làm cho dì đi rồi dì pha trà sữa hai đứa uống ha. Yeah. Cách
vậy? Sao nãy giờ không nói gì vậy con? Uống không? Dạ uống. Ừ rồi, làm giúp gì nha. Dạ dạ. Giỏi lên. Anh bảo này, bây giờ em qua nhà gọi chị Việt Thi với chị An qua đây cho anh. Nhanh chưa? Mà tại sao em phải qua nhà cậu? Cứ qua đi, lát anh nói. Nhanh chưa? Nhanh lên. À, anh Nguyên hả? Hả? Tới rồi. Chị nè. Ừ. Dì nội kia tụi em có chuyện gì không? À, thì dì nội đang định nhờ mọi người ấy trang trí lại cửa tiệm cho nó đẹp hơn. Nhưng mà dì nội kêu... Dì nội kêu cái gì? Đi về nhà nhanh lên. Nhưng mà tại sao em không được ghẻ? Muốn uống trà sữa không? Dạ muốn. Đi về, tí mà anh mang về cho. Dạ. Nhanh. Ê, cái đi. Cái đi. Bây giờ có việc cho mọi người này. Bây giờ Việt Thi lấy mấy cái phấn với mấy cái màu này này vào trong kia vẽ nhá. Xong rồi An này lấy mấy cái tấm hình này cầm. Nhanh lên. Mấy cái tấm hình này. Nhìn hình không ấy có đẹp để gì đâu mà trang trí vậy. Cái này dì nụ gọi là cái tấm hình, những cái bức tranh gọi là siêu thực. Hiểu chưa? Mình trẻ con không hiểu được đâu. Này An, dán mấy cái tấm hình này lên. Nhìn thấy ghê muốn chết à. Để cứ làm đi nhá, tôi vào tôi phụ dì nụ này. Dì nụ, nè dì nụ. Đâu đâu đâu. Con đâu? Là con bắt tại trận ở đây này, lúc nãy con rình là hai người này. Trời ơi. Vẽ luôn. Quá lắm nha hai đứa. Trời ơi, một đứa dễ, một đứa dán. Trời ơi, sao phá quán gì vậy hả? Đâu có đâu gì. Ông ơi nồi làm mà. Ai nha tụi con có gì nụ ơi. Mấy nồi cái gì? Nè, không có được nha, không có được đổ lỗi nha. Lúc nãy nhá, con rình trong kia kìa. Chính mắt con nhìn thấy hai người này đến bôi này. Không được. Không có đáng lắm rồi đó. Hai cái đứa này, dì sẽ giải quyết chuyện này cho tới cùng. Bây giờ cái quán này không còn có chủ. Và ta sẽ là bá chủ ở đây. Nhưng mà anh Winner, đây là quán của dì nụ. Anh mà làm gì là em mấy dì nụ. Ok em mách đi, anh thách em đấy. Tình quá đáng. Ôi nhiều kẹo quá trời, ăn không biết bao giờ mới hết ta. Quăng. Nè. Rồi cái này hỏng rồi. Hỏng rồi. Rồi sao mày? Thôi hỏng hết rồi. Ê! Ông hơi bị quá đáng rồi nha. Đấy, đánh này, đánh. Này đánh đi. Không được, bình tĩnh lại thôi à. Trời, mạnh miệng lắm. Mạnh miệng lắm. Ờ đúng rồi đó, em làm tiếp đi. Bao nhiêu đồ này. Wow. Này đẹp ha. Em quên rồi coi chừng á. Ê. Cẩn thận á, dọn mau lên. Em làm đi, em nói anh cái gì, làm mau lên, dì nụ về bây giờ. Anh làm đố mẹ em đi nhá. Ê. Ê. Lần. Ông bị điên hả Winner? Winner. Mấy người làm nhanh lên, làm cái gì mà. Cái gì đây? Trời ơi! Cái đồng hồ cát của tôi! Trời, mấy cô mấy cậu có biết là cái đồng hồ này là kỷ niệm gì của tôi không? Mối tình đầu tiên, mối tình duy nhất tới bây giờ của tôi tặng cái món quà này đâu có biết không hả? Ai? Dạ thưa cô, cái người làm bạn cái đồng hồ này là con. Là con hả? Dạ. Trời ơi, chị hết nói nổi con rồi. Chị không trị con được nữa. Chị không trị được nữa thì để ba Tùng con trị con. Bé An, chuyện hồi sáng là lỗi do anh. Sao em lại nhận lỗi giùm anh làm gì? Nếu mà em không nhận lỗi giùm anh á, thì thế nào anh về, anh cũng bị cô Linh đánh nát đứt. Còn em á, thì em chỉ bị đánh hai roi thôi. Vậy thà em bị đánh hai roi còn hơn là để cho anh bị đánh. Chuyện là nhà gì nụ, cho anh xin lỗi nha. Mà anh hứa với em á, từ nay về sau anh sẽ không làm em giận nữa đâu. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em là anh đừng quậy phá nữa, cố gắng học hành chăm chỉ, rồi đừng để cô Linh buồn. Khuê,